Dinh dưỡng xin giới thiệu các bác là chả cá mắt 2 phân, cao 3 mét, nặng 3,6 kg, giá bao ship là giá 4,5 triệu. Và nặng 4,6 kg là 500 bao ship các bác nhé. Chả cước đánh tôm tép mắt màu. Đấy. Đấy. Cao 3 mét, nặng 4,6 kg, 500 cao bao ship, cao 3 mét, nặng 3,6 kg, giá 4,5 triệu, bao ship toàn quốc các bác nhé. Đây là mắt trải của nó này. Đấy, các bác nhìn thấy cái túi không? Túi chải của nó thì rất là tuyệt vời, OSK các bác nhé. Đấy. Mắt của nó thì bé đâu. Mắt chải này chải đánh cam mương, mắt còn cái lỗ của nó là một đầu ngón tay út không lợt nhé. Đấy các bác nhìn không ạ, một đầu ngón tay út không lợt. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Đấy. Xích, chải này chải của nó là chải khớp chân xích, chải khớp thái chân xích các bác nhé. Quăng của nó là tuyệt đối luôn, rất là ăn cá bởi vì nó chân xích nó chia đều cho mặt đất, quăng suối, quăng ruộng, quăng ao đều được hết này. Chài này đánh những con tép mương, đánh những con cá chục ký không vấn đề gì bởi vì sợi cước của nó là sợi cước tư, đánh tuyệt đối. Hôm nay là di chuyển quay báo giá cho chú anh chị mẫu chài mắt 2 phân thì giá của nó là 53,6 kg, cao 3 mét là giá 4,5 triệu, cao 3 mét là 4,6 kg là giá 500, còn cao 4 mét là 5 ký thì giá 600 các bác nhé. Xin chào chú anh chị.